Chiếc thẻ tín dụng mang lại sự tiện lợi trong việc mua sắm và chi tiêu. Thậm chí bạn có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng tại các cây ATM như thế này. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi thì chiếc thẻ này cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Nếu như người sử dụng không biết cách bảo quản thì rất có thể sẽ dễ bị mất tiền oan. Thẻ tín dụng cũng có thể được xem là một công cụ để quản lý tài chính khá hiệu quả vì có hạn mức chi hàng tháng, có sao kê đầy đủ các khoản chi. Thế nhưng đã có lần vì để lại thông tin thẻ tín dụng khi mua hàng trên mạng, anh Long dù không sử dụng nhưng thẻ vẫn bị trừ tiền. Trong lúc tôi đang làm việc thì điện thoại báo tài khoản bị trừ tiền. Tôi lật được gọi cho ngân hàng thì truy xuất được anh đã bị trừ tiền tại mua hàng tại Hà Nội mà trong khi tôi ở Sài Gòn. Để lọt thông tin thẻ tín dụng khi chi tiêu trực tuyến là tình trạng mà không ít người tiêu dùng đã gặp phải. Ngoài ra, vì không có chức năng xác minh bằng mã OTP khi quẹt thẻ bằng máy POS, nên việc đánh mất thẻ cũng là rủi ro thường gặp khiến tiền không cánh mà bay. Như bây giờ mà mình cầm thẻ mình đã thanh toán thì đơn giản chỉ là cà thẻ rồi ký tên vào trong cái bill, coi như xác nhận, mà thực ra cái chuyện mà ký tên đó thì có phải là chủ thẻ hay không thì cái điều đó chưa chắc chắn. Thì nếu như ngân hàng có thể xem xét đưa ra những cái giải pháp tốt hơn cho người tiêu dùng thì mình nghĩ nó sẽ ok. Theo các chuyên gia ngân hàng, để tránh mất tiền oan, người sử dụng không nên để lộ 3 số CVV ở mặt sau thẻ. Bên cạnh đó, hiện nhiều ngân hàng cũng đã tích hợp dịch vụ quản trị thẻ tín dụng trên các ứng dụng ngân hàng số. Việc này giúp chủ thẻ chủ động thực hiện các thao tác như khóa mở thẻ, điều chỉnh hạn mức mà không cần đến phòng giao dịch. Mỗi lần có một cái giao dịch bất thường thì lập tức có nhân viên của ngân hàng gọi điện cho khách hàng để hỏi anh chị có phải đang thực hiện giao dịch đó không, hoặc họ nhắn tin. Và họ có nhiều cái biện pháp cảnh báo. Các ngân hàng cũng lưu ý, điều quan trọng nhất là chính người dùng cần trang bị cho mình những kiến thức liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng, đồng thời cần cẩn trọng trong các giao dịch chi tiêu trực tuyến, tránh để lộ thông tin,